Ủa con chào bác. Bác mới xuống chơi hả? Tôi dẫn bạn đây ra đây nghỉ mát. Dạ. Bác ơi, lâu quá con không có gặp Diễm Khanh. Diễm Khanh về chưa bác? Nó vẫn chưa về. Tôi tìm nó khắp nơi mà vẫn không gặp. Bởi vì con gái bây giờ hết nói nổi bác ha. Giận chút xíu cái bỏ nhà đi bụi rồi đúng không bác? Biết nói sao giờ. Thôi tôi qua bển nha. Bác qua bển hả? Vậy hả, bác qua đi. Mình qua bển. Bác chúc hai bác vui vẻ nha. Cảm ơn dạ. cô. Dạ chào, con chào hai bác cô. Con vô nhà. Alo. Vậy hả? Hay quá. Tôi sẽ ra gặp anh ngay. Cảm ơn. Thật ngại quá. Tôi có một ông bạn, cô ở bên Pháp mới về. Anh đang ở bờ hồ. Để tôi ra gặp một chút rồi trở lại sau nghe. Anh có biết đường ra không? Thì mình gọi taxi. Nói biệt thự Phan Xê. Chắc ai cũng biết mà. Nếu không nhớ đường về á thì anh cứ gọi điện, tôi sẽ ra đón anh. Được rồi, vậy đi. Anh cho tôi gửi vali nghe. Được rồi. Gì đó con? Ba đâu rồi mẹ? Ba chưa về hả? Ba đi Đà Lạt rồi, mai mốt gì mới về. Đi Đà Lạt làm chi? Sao mẹ không đi? Mẹ đi làm chi? Ba con đi với mấy ông bạn. Nghe nói là đi nghỉ mát gì đó. Mẹ theo chi vậy? Cũng phải. Con về phòng đây. Ủa? Gì kỳ vậy? Vô hỏi vậy sao rồi đi vậy hả? Xong đêm nay mọi chuyện sẽ chấm dứt, mình sẽ được ngủ yên. Em nghe nè. Tôi nè. Bà ấy hiện hồn vậy. Bà hỏi tội tôi. Bà biết hết mọi chuyện tôi làm bà ơi. Quang hồn thiệt rồi. Nè, ngày mai bà đi cúng hay làm cái gì đó để cho bà đừng theo tôi nữa. Bà đòi nhanh cho tôi. Bà đẩy tôi xuống nhà sau á. Nè, bằng mọi cách đừng có để cho bà nhập. Trời ơi, anh bà chết á là mẹ con em rối lắm hiểu không? Bây giờ anh niệm Phật đi. Anh niệm Phật đi. Nha, đừng có để cho bà nhập vô nha. Thôi bây giờ về đi. Được. Ban đêm mà tôi đi ra ngoài á, bà nhập vô tôi. Lỡ bà sâu tôi xuống giờ thì sao? Ban đêm á, ma lực mạnh lắm. Thôi để sáng tôi về cho. Nhưng mà bây giờ anh đang ở đâu?
Tôi đang ở khách sạn, tôi không dám về nhà. Nhưng mà ông Bách đâu rồi? Lúc nãy tôi sợ quá, tôi chạy ra khỏi nhà, tôi đâu biết ông đâu đâu. Bây giờ vậy nè, anh gọi điện cho ông, anh nói là anh đang bận một việc gì đó. Cứ kêu ông về nhà trước đi, coi như là không biết gì hết. Bây giờ sáng mai anh hẹn ông đi ăn sáng, coi như không có chuyện gì xảy ra, hiểu chưa? Anh có nghe không vậy? Gì vậy? Mẹ! Con! Qua đây! Cái gì vậy? Mẹ bị sao vậy? Hả? Có sao không? Mẹ không sao. Mẹ khỏe mà. Khỏe cái gì? Khỏe mà vậy? À không, mẹ hơi mệt. Mẹ hơi mệt. Mệt gì? Nhìn mẹ có giống bệnh hoạn đâu mà mệt. Mà thấy mấy ngày hôm nay á nha, con thấy mẹ lạ lắm á. Có chuyện gì vậy? Nói nghe coi. Không có đâu. Mẹ không có gì hết, con đừng hỏi nữa. Có mà. Thiệt là không có gì không? Thiệt mà. Mẹ không có sao mà. Con biết là có chuyện mà. Nói cho con biết đi. Mẹ xin con mà đừng có hỏi nữa được không? Nè, tối nay mẹ ngủ với con nha. Cái gì? Thôi, ngủ gì? Trời, không thích. Không thích ngủ một mình hả? Cho mẹ ngủ với con đi mà. Con nói là con thích ngủ một mình mà. Mẹ ngủ quá à. Lệ. Lệ. Tôi rất là mệt, nhưng ông cứ ép tôi ra đó chơi. Nếu ông không sám hối tội lỗi của ông, tôi sẽ cho những quan hồn ở đây đeo bám ông, làm cho ông loạn trí. Ông nói đi ông Tường. Tôi bây giờ tôi sẽ nhập vào ông. Tôi sẽ đưa ông lên ngọn tháp cao nhất. Tôi sẽ khiến cho ông nhảy xuống vực, và hồn ma của ông sẽ gặp quan hồn của tôi ở bên kia bóng tối. Nếu ông không nói ra, tôi sẽ nhập vào xác của ông. Hồn ma trời, lại quan hồn. Tôi lại bà đừng làm như vậy nữa. Hãy tha cho tôi đi. Tôi sẽ làm bàn thờ để thờ bà.
tôi sẽ cúng khiến cho bà đầy đủ. Tôi lại bà hãy tha cho tôi cho bà. Tha cho tôi nha. Oan hồn cần lời sám hối để giải oan. Ông nói ra đi. Nói đi. Trời ơi oan hồn. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi oan hồn. Bà ơi, tôi đã xô bà xuống sông. Tôi đã mang xác bà về đây. Tôi thờ cúng bà đầy đủ mà. Tôi lại bà. Bà Nhã ơi, bà hãy tha cho tôi đi. Ông im đi. Ông đã làm gì hại con gái tôi? Nói đi. Tôi xin khai thật. Tôi đã cho người giả ma để nhát con Khánh. Tôi đã đưa nó vô nhà thương điên. Rồi Chính tôi đã điều hành công ty của bà. Trời ơi. Hay không, hay không? À, hay 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 hay. Anh hả? Em nghĩ tới hả, cái cảnh mà ông ngơ ngác á là em vui dễ sợ luôn á anh. Anh cũng vui chứ bộ. Ờ, nhưng mà công nhận nha, anh giả ma xấu bậc cố luôn á. Cái ma này đẹp không? Không, nhưng mà xấu tàn bạo lắm. Nhưng mà nói gì thì nói nha. Công nhận chú Bách mình hay thiệt á. Cách khó như vậy, hay như vậy mà ông cũng nghĩ ra được á. Thì đó, cái này người ta gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh nghĩ bây giờ tâm trạng của ông ta chắc chắn sẽ rất là bấn loạn. Chứ còn gì nữa, ổng bị chú Bách chơi một vố quá nặng mà không bấn loạn mới lạ đó. Ừ. Nhưng mà thời gian sắp tới anh cũng không biết được là ổng sẽ bày ra trò gì để hại chú Thím nữa. Cái này em không biết nha, tại vì ổng tàn ác lắm. Ngay cái Thím Nhã vợ ổng mà ổng cũng còn hại được mà. Em đã quên sao? Ông ta đã từng giết Thím một lần rồi. Người như ông ta sẽ không có tình người đâu. Công nhận việc làm của ổng á, nghe nói tới là rùng mình rồi. Anh ơi, anh nhớ theo sát chú Bách đó nghe không? Em lo cho chú lắm á. Ừ. Anh nghĩ là tạm thời ông ta chưa nghĩ ra chiêu mới nào đâu. Chắc chắn bây giờ lòng ổng đang rối như tơ vậy. Đáng đời. Không ngon miệng hay sao? Hay là thức ăn không có hợp khẩu vị? Có cần tôi đổi món khác không? Không cần đâu. Tại tôi thấy không được khỏe nên mới ăn không ngon thôi. Vậy sao? À, nãy giờ anh có suy nghĩ được chỗ mình sẽ đi chưa? Tôi bắt đầu thấy thích chỗ này rồi đó. Chắc tôi phải thất hẹn với anh. Giờ tôi mới vừa gọi, ở công ty có chuyện cho nên tôi phải về ngay. Không phải công ty còn có cậu Khang sao? Cậu ta không tự giải quyết được à? Chuyện của công ty tôi anh không hiểu đâu. Chuyến đi lần này tôi xin cáo lỗi vì không thể đi tiếp với anh. Mong anh thông cảm cho. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Anh cứ về trước đi, tôi không hề trách cứ gì đâu. Cảm ơn anh. Có gì đâu, anh từng nói mình là bạn mà. Xin mời. Thật ra mọi chuyện là sao chứ? Rõ ràng tôi thấy hồn ma của bà Nhã, bây giờ bà vẫn còn sống. Đúng là bà hay là người khác chứ? Anh, sao anh không nghĩ là bà Nhã bà cố tình giả ma để nhát anh, bắt anh phải khai ra những chuyện mà anh đã làm? Nè, mà mấy bữa nay anh thấy thái độ của ông Bách ra sao? Ông ta cũng bình thường, tỏ ra không có chuyện gì hết. Bộ ông ta không nói gì với anh hết hả? Hoàn toàn im lặng. Chính vì vậy mà tôi mới sợ.
Thật ra ông ta không đơn giản như mình nghĩ đâu. Phải rồi, cả bà Bách cũng vậy nữa, họ không đơn giản chút nào. Nè, em gọi điện cho tên thám tử, cứ tiếp tục theo dõi nhà bà Nhã đi. Có động tĩnh gì thì điện cho mình liền. Em biết rồi, nhưng mà sau đó mình phải làm gì, chẳng lẽ cứ ngồi đợi hoài. Tạm thời cứ như vậy đi. Ông ấy hoàn toàn im lặng, mình biết làm gì bây giờ? Nhưng mà em lo lắm, em mất ăn mất ngủ đây nè, làm sao em sống nổi chứ. Nè, mấy bữa nay á, con Lệ nó thấy em lo quá, nó hỏi mà em không biết trả lời nó làm sao luôn á. Nè, em không được nói cho con Lệ biết nghe chưa. Em cứ tỏ ra bình thường, đừng để cho mọi người nghi ngờ mình, biết chưa? Em cứ tưởng là sao cái vụ này em được yên ổn, ai về còn rối lên nữa. Bây giờ em có than vãn cũng vậy thôi. Để anh suy nghĩ chút xíu coi. Thôi được rồi, anh cứ ngồi đây suy nghĩ đi, em đi xuống nhà. Nè, em nhìn gì vậy? Em sợ. Chuyện gì nữa đây? Em cứ thấy mặt anh như vậy là em không yên được à. Mệt muốn chết luôn á. Có chuyện gì nữa? Hồi sáng này tôi phát hiện con nhỏ tập vụ vô phòng tôi mở máy tính. Tôi nghi nó là tay chân của ông Bách. Tôi định điều tra nó, chưa kịp hỏi gì hết thì thằng bồ nó tới rước nó đi rồi. Cái thằng đó là ca sĩ nổi tiếng, bạn của ông Lý Lệ đó. Tôi sợ lớn chuyện nên đành cho nó về thôi. Hình như là tụi nó có đường dây nên đánh động với nhau. Chỉ có cách đó nên thằng bồ nó mới tới đúng lúc thôi. Làm sao mà trùng hợp như vậy chứ? Trời đất ơi, sao kỳ vậy? Chuyện này chưa xong lại đẻ ra cái chuyện khác rồi. Nè, riết rồi chắc em điên quá. Em mà như anh á, em không có cho con nhỏ đó về đâu. Em nói giỡn, chuyện xảy ra ngay công ty. Nếu mà làm sùm lên á thì công an á tới lượm anh thì sao? Mình chỉ chơi giang hồ với nó thôi, không dám công khai đâu. Nè, em đừng coi thường pháp luật quá. Mạng nhỏ đó là nhỏ nào vậy? Sao anh biết là ông Bách trong gài vô? Bà chịu khó động não giùm tôi một chút đi. Chuyện nhạy cảm như vậy con nít cũng đoán ra được. Hồi sáng á, tôi chỉ đoán thôi, nhưng về nhà tôi mới nhớ ra một chuyện có liên quan tới con Khanh. À, nè, bà nhớ con nhỏ bạn nó tên gì không? Con nhỏ mà tôi kêu người xử nó đó. Nhớ chứ sao không nhớ. Con Mai Ly chứ ai. Đúng rồi. Con nhỏ coi cũng được lắm à. Ừ. Mà sao? Vậy là tôi đoán đúng rồi. Tôi dám chắc con Khanh có liên quan tới vụ này. Con nhỏ này ghê thiệt. Trời ơi, tưởng gì. Cái con nhỏ dở hơi đó mà cũng sợ nữa. Nó không đáng là hạt bụi. Nè, ông bị ông Bách dí rồi ngớ ngẩn phải không? Hết chuyện người tự nhiên sợ con khùng đó. Nè, lúc trước tôi cũng chủ quan như em vậy đó. Tôi nghĩ nó vô hại nên bỏ qua. Chứ nếu mà tôi biết nó rắc rối như vậy, tôi đã xử nó từ lâu rồi. Rồi bây giờ làm sao đây? Con nhỏ đó bây giờ mọc đuôi cáo rồi, không thể coi thường nó được. Bây giờ phải khử nó trước, để tôi rảnh tay mà đối phó với ông Dượng của nó. Vậy chừng nào khử? Mà khử bằng cách nào? Bây giờ chuyện còn nóng hổi, phải để vài ngày cho nó nguội đi. Tôi phải tính kỹ hơn nữa. Kể từ bây giờ về sau, làm cái gì cũng phải thận trọng, nếu không là mệt lắm đó. Ừ. Còn chuyện của ông Bách á, thì trước mắt là coi như không có chuyện gì. Chờ coi thái độ của ông ta như thế nào, lúc đó mình tính tiếp. À. Ông Dúa. Anh đến hơi sớm đó. Vậy sao? Chắc có lẽ tại tôi nôn nóng muốn gặp anh. Bộ có chuyện gì sao? Chúng ta cũng đã ký hợp đồng và tôi cũng đã giao hàng rồi mà. Chẳng lẽ anh tính hợp tác với tôi một lần thôi sao? Làm gì có chuyện đó. Anh là một đối tác lớn như vậy, làm sao mà tôi bỏ cơ hội được chứ. Lần này anh muốn đặt mặt hàng nào?
Khi nào mua hàng rồi tôi sẽ chọn. Mua hàng đơn giản lắm, chỉ cần nhìn là biết hàng nào thật, hàng nào giả. Chỉ có con người á mới khó nhìn thôi. Anh có ở gần cũng chưa chắc biết người ta thế nào. Anh nói cũng phải đó. Cuộc sống này phức tạp lắm. Bạn á trở thành thù lúc nào cũng không biết nữa. Anh nói đúng đó. Nếu như anh bị một người nào đó hãm hại thì anh sẽ làm gì? Tôi chưa nằm trong trường hợp này, thành thử ra tôi không thể trả lời anh câu hỏi này. Vậy còn anh thì sao? Anh đoán thử xem. Tôi chịu, câu hỏi này hơi khó quá. Vậy sao? Mà thôi, tôi chỉ hỏi vui thôi, anh không cần trả lời. Thôi, mình bàn công việc nha. Chào cậu. Sao rồi con trai trẻ? Công việc ở đây hợp với cậu chứ? Công việc này rất hợp với con. Con định phát triển công việc này ra nữa đó chú. Kinh doanh không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Thương trường là chiến trường mà, rất phức tạp. Ngày nào cũng có sự phức tạp riêng của nó mà chú. Quan trọng là mình biết khắc phục nó, thì đó mới là người thông minh. Cậu giỏi lắm, hiểu Khang. Chú quá khen con rồi. Cậu rất tài giỏi, nhưng có điều cậu theo nhầm chủ rồi, không có lợi cho cậu đâu. Làm việc cho một người nào đó không nhất thiết là mình phải dựa hẳn vào họ. Mình chỉ cần học những cái hay của họ mà thôi. Sau này nếu có cơ hội, mình sẽ mở ra một công ty riêng. Ông Tường rất là may mắn khi có một nhân viên như cậu. Cố gắng đi, ông ta không còn làm giám đốc lâu đâu. Chú nói như vậy là sao? Tôi quên, cậu là cánh tay đắc lực của ông ấy. Tôi không thể nói nhiều, cứ chờ mọi chuyện xảy ra đi, rồi cậu sẽ hiểu. Dạ thưa bác. Ngồi đi. Dạ. Con mới về thấy ông Bách đi ra, ông ấy đến đây để làm gì vậy bác? Ông ta muốn tiếp tục hợp tác với mình. Vậy bác có đồng ý không vậy? Tất nhiên, công ty mình mở ra là để hợp tác làm ăn mà. Nhưng chẳng phải bác nói là ông ta rất nguy hiểm sao? Mà bây giờ lại... bác chỉ nói vậy thôi. Ông ta nguy hiểm thì mình cũng có cách khống chế mà. Bác định làm gì ông ta vậy? Kinh nghiệm của con còn kém lắm, cứ từ từ mà học hỏi. Dạ. Với những tư liệu như thế này thì không thể nào gọi là chứng cứ được, và cũng không có gì khuất tất trong cách làm ăn của họ. Hầu như công ty nào cũng có kế hoạch tài chính như vậy. Dạ không, không phải như vậy đâu. Giám đốc của công ty này á chính là người đã cướp đoạt tài sản của ba mẹ tôi á. Còn hai người này nè, là bạn của tôi, họ sẽ làm chứng cho. Còn tài liệu này nè, khó khăn lắm tôi mới thâm nhập vào công ty lấy được. Luật sư ơi, luật sư xem đi, rõ ràng là ông cướp đoạt mà. Trong trường hợp nếu ông cướp tài sản của gia đình cô thì cô phải tìm ra những bằng chứng có giá trị pháp lý. Chứ bao nhiêu đây thì chưa đủ thuyết phục, không thể gọi là chứng cứ được. Vậy thì mình phải cần giấy tờ gì thì mới gọi là chứng cứ? Mình cần phải có thêm giấy tờ gì thì mới kiện được hả luật sư? Nhưng cô phải có thêm những giấy tờ khác nữa. Cụ thể là cái gì, luật sư chỉ tôi đi. Cậu là ca sĩ nổi tiếng, cậu chỉ quen làm nghệ thuật, những thứ khô khan như pháp luật, tài chính, kế toán chắc cậu không đành hả? Chính vì tôi không biết nên mới đến đây nhờ luật sư nè. Phải khó khăn lắm tôi mới có số tài liệu này.
Tôi biết á, là nó lộn xộn, nhưng mà tại vì nó nhiều quá, tôi không biết chọn cái nào hết trơn á. Luật sư ráng đọc giùm tôi đi, rồi xong luật sư chọn cái nào mà khả nghi nhất, cái nào mà khi kiện á thì tòa sẽ kết tội ông ta. Nha luật sư, ráng giúp giùm tôi nha. Cô có đi làm chưa? Làm ở đâu? Làm nghề gì? Tôi chưa có đi làm, tôi còn đi học. Nhưng mà 2 năm nữa là tôi ra trường rồi. Nhưng mà tôi vẫn đủ tư cách pháp nhân mà. Trên 18 tuổi á, là đã trưởng thành rồi, là đã được tham gia kiện tụng rồi đúng không luật sư? Nhưng muốn khởi kiện á thì phải có những bằng chứng xác đáng chứ. Còn những cái này á thì nó rất mơ hồ. Số liệu này bất cứ công ty nào cũng có hết. Nếu chỉ dựa vào chừng này mà kiện thì ở thành phố này tất cả các công ty đều bị kiện hết. Xin lỗi, tôi không thể giúp cô được cô bé à. Nhưng mà mấy cái này... Cô lo đi học đi. Còn nếu cần kiện tụng thì phải có người lớn. Bà mẹ cô đâu? Bà mẹ tôi vẫn ở đây. Mẹ tôi vẫn đang kiện ông ta. Nhưng mà tôi biết á là mẹ tôi không có làm được đâu. Cho nên á, tôi muốn bảo vệ mẹ tôi. Tôi muốn đứng ra giúp mẹ tôi. Luật sư, ông làm ơn giúp tôi đi luật sư. Cô có ý nghĩ như vậy á thì rất là tốt. Nhưng mà pháp luật thì không thể dựa trên cảm tính được. Ly, anh Quang, sao hai người không nói gì vậy? Nói gì đi. Ly biết gì đâu mà nói. Anh Quang, sao anh là người á tư vấn cho tụi Khanh mà sao giờ anh không nói gì hết trơn vậy? Thôi bây giờ mình đi về, hôm khác mình ghé lại. Sao kỳ vậy? Xin lỗi, tôi đang có cái hẹn gấp. Khi nào có đầy đủ chứng cứ thì tìm đến gặp tôi sẵn lòng phục vụ. Còn cái này tôi chỉ tư vấn giúp, không lấy tiền đâu. Vậy ha. Dạ, vậy thôi, xin phép luật sư. Mới tư vấn mấy đơn sự nhí hả? Có chuyện gì mà thấy anh vui quá vậy? Hey, tôi chưa thấy ca nào mà ngộ nghĩnh như ca này. Cô bé đó bê một chồng giấy, toàn là số liệu thu chi của công ty, rồi đòi kiện công ty đó cướp tài sản của gia đình cô. Hey, cô còn nói hai người bạn đi chung là nhân chứng nữa chứ. Tôi giải thích thế nào cô cũng không hiểu. Cuối cùng tôi phải đuổi khéo. Mà hình như cô ta quyết định kiện đến cùng đó. Rõ ràng là ông ta không muốn tư vấn. Lúc nãy á, Khanh còn thấy ông ta cười là Khanh biết chứ sao không. Mà tại vì lịch sự cho nên Khanh không có nói. Ông ta nghĩ tụi mình á chắc là ngô nghê lắm. Mà Khanh thấy ổng còn ngô nghê hơn tụi mình nữa. Gặp phải luật sư dởm rồi. Chắc vậy. Mà sao hồi nãy á hai người không có chịu phụ Khanh thuyết phục ông ta chứ? Nếu tài liệu này không đủ thì ông ta phải chỉ mình tìm cái khác. Đằng này á, Khanh nói sao cũng không chịu, mà Khanh hỏi 2 lần cũng không trả lời. Rõ ràng là ông ta không có nắm luật, vậy á mà cũng mở văn phòng luật. Bực bội thiệt. Thôi để đưa Khanh về, rồi anh đi công chuyện với Mai Liên một chút. Ủa, chuyện gì vậy? Có liên quan tới Khanh không? Không có gì đâu, anh định nhờ Ly tư vấn mua hoa sinh nhật thôi mà. Thấy Khanh bận như vậy không muốn làm phiền. Đi nha. Sư đó đâu có dởm đâu. Tại vì mình yêu cầu những điều vô lý cho nên không thể làm được. Mà thôi, Khanh đừng có bực mình nữa. Khanh tức á là tại vì ông ta coi thường mình á. Cái lúc mà ông ta nói chuyện với anh Quang, Khanh hiểu chứ bộ. Ông ta cười vô mũi anh Quang, ý nói hả, ảnh là ca sĩ không có rành về luật pháp á, nghe mà mắc cười thiệt. Vì người ta không rành cho nên người ta mới tới nhờ tư vấn đúng không? Chứ nếu mà rành nữa hả, tự mình làm cũng được vậy. Mất công tốn tiền thuê luật sư làm chi, càng nghĩ càng tức à. Ừ, mà thực ra chú ấy đâu phải là luật sư dởm đâu. Bằng chứng là chú ấy đâu có lấy tiền của tụi mình. Điều đó chú không thể giúp được, vì tụi mình yêu cầu vô lý quá. Ủa, vô lý á thì phải giúp làm sao cho thành có lý chứ.
Alo. Dương đây. Con khỏe không? Lâu quá không gặp. Không biết. Dương gọi tôi có chuyện gì không? Dương biết là con rất ghét Dương. Và gia đình của con cũng không ưa gì Dương. Chuyện này làm cho Dương mệt quá. Nên hôm nay Dương có chuyện muốn điều định với con. Bây giờ con tới gặp Dương ở nhà hàng Ngọc Hà. Chỉ một mình con đi thôi. Đến đó rồi Dương sẽ điều đình làm sao cho hai bên có lợi như nhau. Con đồng ý không? Được thôi. Mắc gì mà tôi sợ chứ. Nhưng mà nhà hàng đó ở đâu tôi không biết. Bây giờ con đi taxi tới đó. Cứ đưa địa chỉ họ sẽ đưa con tới. Nhưng mà nhớ con chỉ đi một mình thôi nghe chưa. Nếu có ai đi nữa thì Dương sẽ không điều đình đâu. Chuyện này là chuyện riêng của Dương và con. Dương không muốn có người khác xen vô. Tài sản này là của một mình con thôi. Con hiểu không? Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tới. Khanh đi đâu vậy? Khanh sẽ tới chỗ của ông Tường. Ông ta muốn điều đình với Khanh. Chứng tỏ ông ta bắt đầu sợ Khanh rồi đó. Một lát nữa đến gặp ông ta, Khanh sẽ bắt ông ta trả lại công ty và để cho Dưỡng Bách đứng ra quản lý. Nếu như mà ông không chịu á, Khanh sẽ kiện ông ra tòa. Lúc đó ông sẽ sợ. Chắc chắn ông sẽ sợ thôi à. Ông ta điều đình với Khanh hả? Ừ. Mà điều đình cái gì vậy? Thì điều đình để trả lại tài sản đó. Để Ly đi chung với Khanh nha. Không có được. Ông ta dặn á là Khanh chỉ đi một mình thôi. Tại vì á, đó là tài sản của Khanh. Nếu như mà có ai xen vô, ông không có chịu điều đình đâu. Cho nên có Ly đi sẽ bất tiện lắm á. Nãy giờ Vũ đứng ở ngoài, Vũ đã nghe hết rồi. Con không được đi đến đó. Vũ cấm con. Trời, Vũ. Vậy là nãy giờ Vũ nghe lén hả? Con không có chịu đâu. Ông ta muốn con đi một mình. Biết đâu được con sẽ rơi vào cái bẫy của ông ta. Con khờ lắm. Một mình con làm sao con đối phó được với ổng. Vũ cấm con đó. Trời ơi, Vũ ơi. Gấp lắm rồi mà Vũ còn cản con nữa. Thì tại vì ông ta đã sợ nên mới hẹn con ra mà điều đình. Nếu mà con không tới á, lỡ ông ta đổi ý rồi sao Vũ? Vũ đừng có cản trở con nữa nha. Ông ta mà sợ con à. Con quên quan quá rồi Khanh à. Con cứ nghĩ đi. Ông ta là một loại cáo già mà sợ một đứa con nít khờ khạo như con sao? Vũ không tin. Vũ không cho con đi. Vũ, con khó khăn lắm mới khiến ông ta sợ con. Lát nữa gặp con á, thế nào á, con cũng sẽ bắt ông ta trả lại tài sản của công ty thôi. Chuyện đó con lo gần hết rồi. Vũ đừng có lo nữa. Nha Vũ. Vũ ủng hộ con đi mà Vũ. Nếu con mà quyết tâm đi á thì Vũ sẽ đi với con. Có Vũ thì ổng không dám làm gì con đâu. Trời ơi. Còn nếu không, Vũ sẽ cho mẹ con hay. Con chọn đi. Vũ. Mẹ con sắp về rồi đó. Để Vũ điện thoại cho mẹ con về liền. Vũ. Con chọn đi. Thôi để Ly đi cùng với nha. Trời ơi, cái gì mà đi cả đống vậy. Không, cô ơi. Chú ơi, cô ơi, của sao không? Sao vậy nè? Sao chú không chú nói gì hết trơn vậy? Chú đây chỗ nào chú nói chú cho ơi. Con nghe đi chú. Chú ơi, chú ơi, chú. Chú nói gì với con đi chú. Chú ơi, chú. Chú nói gì với con đi mà. Chú ơi, chú nói đi. Chú. 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 Chú đi đâu vậy? Chú đừng bỏ con nha chú. Chú đâu có muốn bỏ con đâu. Nhưng chú phải đi thôi. Nhưng mà Vũ đi đâu? Vũ cũng không biết nữa. Nhưng Vũ không ở lại với con được. Vũ. Con ở lại vui vẻ hạnh phúc với mẹ con. Nhớ đừng làm những chuyện gì dại dột nghe con. Vũ. Vũ.
Ủa, anh tính làm gì vậy? Sao tự nhiên mang tiền ra đây làm chi vậy? Em, đưa giấy tờ ngân hàng đi, anh muốn rút tiền. Chi vậy? Sao tự nhiên giờ này đòi mấy thứ đó? Anh làm gì anh biết mà. Anh làm cũng vì tụi mình thôi. Lấy ra mau đi. Anh mắc cười quá à. Tự nhiên bây giờ lấy ra cũng đâu có giải quyết được cái gì đâu. Bây giờ người ta đâu có mở cửa. Ờ, quên mất. Anh sao vậy? Đừng làm em sợ nha. Em im lặng chút xíu đi, để anh suy nghĩ chút. Nhưng mà thật ra là có chuyện gì? Có gì nói đi, em tính phụ cho. Không cần đâu, chỉ cần bà im lặng là được rồi. Anh, anh tính đi đâu vậy? Em kêu con Lệ về đi. Giờ này nó đang hát, kêu nó về sao được. Có chuyện gì thì ngày mai gặp nó rồi nói chuyện. Mà anh tính... Tại con nông nổi, tại con ngu ngốc, tại con không ra gì hết. Bây giờ con phải làm sao để tìm lại Vũ? Con phải làm sao để đưa Vũ trở lại thế gian này đây? Suốt cuộc đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nữa. Con sẽ mãi mãi sống trong dằn vặt hối hận. Vũ, Vũ tha lỗi cho con nha Vũ. Vũ có nghe con nói gì không Vũ? Con cũng không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Con thành thật chia buồn cùng gia đình. Cảm ơn cậu. Chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn, cô cũng đừng có tự dằn vặt mình nữa. Hãy cố gắng tập trung vào việc học. Điều đó sẽ giúp cho cô vượt qua đau khổ. Tôi không chỉ an ủi Xuân mà là thật lòng đó. Cô hãy nghe lời tôi đi. Cảm ơn. Anh về đi. Cô... Dạ, xin phép thím con về. Cháu về. Có chuyện gì không Lệ? Anh hả? Em biểu diễn xong rồi nè. Anh có đang bận gì không?
Hôm nay hả, em mệt lắm, tạm nhận nhiều show á. Anh tới đón em rồi mình đi ăn nha. Xin lỗi em, hôm nay anh mệt lắm. Cái anh này, bữa nay sao vậy? Tự nhiên cắt ngang à? Ăn súp đi, chị Bách mới vừa nấu cho Khanh đó. Khanh à, ăn chút gì đi. Trong cuộc đời của Khanh có hai lần Khanh bị sốc điên đảo. Lần đầu tiên là khi Khanh biết tin mẹ mất. Lần này là tới dấu 10. Đến bây giờ mà Khanh vẫn còn bàng hoàng. Khanh không bao giờ nghĩ dấu 10 lại bỏ Khanh mà đi như vậy. Tại sao trên đời này người ta có thể biến mất một cách đột ngột như vậy chứ? Sống chung gần mấy chục năm dài, vậy mà chỉ biến mất trong vòng một tiếng đồng hồ. Sao tự nhiên Khanh lại mất dấu 10? Ly nói gì cho Khanh nghe đi. Mình có nghe Dượng Bách nói, khẳng định chuyện đó là do ông Tường gây ra. Tuy công an chưa xác định được, nhưng chắc chắn là do ông Tường gây ra mà. Ông ta đã mang tai họa đến cho Khanh hai lần. Khanh căm thù ông ta đến tận xương tủy. Ông ta đúng là quỷ khát máu mà. Khanh căm thù ông ta. Những thông tin yêu cầu ông ghi rất chi tiết, rất tốt. Như vậy là coi như ổn phải không anh? Chúng ta có thể tiến hành khởi kiện ngay không? Theo lệ thì đã có thể khởi kiện ông ta, nhưng tôi cần xem xét kỹ hơn. Luật sư tranh thủ giùm chúng tôi được không? Luật sư biết đó, ông ta là người tàn nhẫn. Nếu kéo dài thời gian, không biết ông ta giở thủ đoạn gì nữa. Sợ mình đề phòng không có kịp. Điều lo lắng của ông bà tôi có thể hiểu. Nhưng ông bà biết đó, đây là vụ mưu sát không phải bình thường. Thành ra tôi cần phải cẩn trọng. Luật sư thấy chúng tôi có khả năng thắng kiện không? Điều này thì tôi không dám chắc. Chuyện thưa kiện khó nói lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng thắng vụ này. Vậy thì mang ơn luật sư lắm. Bà không cần phải cảm ơn, đây là nhiệm vụ của tôi thôi mà. Có điều tôi cần nhắc gia đình là phải hết sức cẩn thận. Một khi vụ án chưa kết thúc thì ông bà có thể gặp nguy hiểm. Chuyện này thì chúng tôi biết. Tôi sẽ xem kỹ đơn kiện này trong thời gian sớm nhất, sau đó gửi lên tòa án. Ông bà cứ chuẩn bị tinh thần. Chuẩn bị thì chúng tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi. Sẽ có một trường hợp khác có thể xảy ra. Nếu như những chứng cứ này bị bên công tố bác bỏ thì chúng ta sẽ chuyển qua án dân sự để kéo dài thời gian điều tra. Và cũng là để giữ chân ông ta, tránh trường hợp ông ta có thể bỏ trốn ra nước ngoài. Em ơi, dậy đi, tôi có chuyện muốn nói với em nè. Trời ơi, chuyện gì cả đêm qua em phập phòng lo lắng không ngủ được. Anh đừng phá em nữa. Sắp chơi tới nơi rồi còn ngủ gì nữa. Cái gì? Anh nói cái gì nữa vậy? Trời ơi, đừng có hù em nha. Mấy bữa nay em sống không có yên rồi đó. Anh hù dọa em là cái gì chứ? Em thử nghĩ coi, ông Bách á, ông nắm hết tẩy của mình mà ông vẫn im lặng, em không thấy đáng sợ sao? Trời ơi, biết rồi. Cũng vì chuyện đó mà em mất ăn mất ngủ mấy bữa nay nè. Nói lại chi không biết nữa.
Anh nghĩ là ông ta đang bàn kế hoạch gì đó để trả thù mình. Bây giờ tốt nhất là trốn ra nước ngoài. Hả? Bằng hình thức đi du lịch, qua tới bên đó đó, rồi mình tính tiếp nữa. Ngày mai bà nhớ nói với con Lệ chuẩn bị tinh thần đi. Còn tôi sẽ tới dịch vụ để lo thủ tục. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa đâu. Không có được. Trời ơi, nguyên một căn nhà bự như thế này, biết bao nhiêu tài sản, không có ít đâu anh biết không? Bây giờ còn lo ôm nhà cửa nữa, chết tới nơi bây giờ. Bà phải nghe lời tôi sắp xếp. Mình sẽ chuyển hết tiền ra nước ngoài, còn tài sản này cứ để đây. Khi nào mọi chuyện êm xuôi mình trở về lại. Nhưng mà... Nhưng mà gì hết á. Muốn chết phải không? Mà còn chần chừ gì nữa? Xuống nói với Lệ ngay đi. Mau lên. Xong rồi chị. Vậy là xong rồi hả? Dạ, cảm ơn chị nha. Ủa, Nam Quang. Chị ơi, em tới rồi chị. Ê, khi người vừa phải thôi chứ. Làm gì vậy? Chào một tiếng cũng chào không được nữa. Ba có biết là tôi bây giờ rất sợ nói chuyện với bà không hả? Nói chuyện với bà không khéo, đắc tội với bà, mệt mỏi lắm. Ông muốn nói gì đây hả? Gia đình của bà độc ác thiệt đó. Chuyện nhẫn tâm như vậy mà cũng có thể làm được. Ê, ông nói cái gì tôi cũng được nha. Tôi cấm ông nhục mạ gia đình tôi đó. Bà và gia đình bà sẽ làm gì với Diễm Khanh? Tôi thấy thật sự quá ghê tởm. Nó thú như một chuột cống vậy đó. Nên mai mốt bà đừng có lịch sự với tôi. Tôi gặp bà ở đâu tôi cũng sẽ trốn thôi. Nè, có cái gì nói thẳng ra đi. Ông làm kiểu gì vậy? Bà đóng kịch cũng hay lắm. Chuyện gia đình bà mà bà làm như không biết gì hết. Hay thật. Ông vừa vừa phải phải thôi nha. Tôi nhìn ông nhiều rồi đó. Gia đình tôi sao mà ông cứ nói độc ác hoài vậy? Bà có muốn tôi nói chuyện xấu gia đình bà bây giờ không hả? Thì cứ nói thẳng ra đi. Làm gì vậy? Có gì đâu, sợ gì? Bà và gia đình bà. Sao? Chuyện gì mà hai người lớn tiếng như vậy? Hiểu Khang, anh hỏi anh ta đi. Nãy giờ cứ nhục mạ em hoài à. Thôi được rồi, em ra xe chờ anh chút. Anh nói chuyện với Nam Quang. Anh xuống liền nha. Ừ. Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu anh. Em cũng không muốn nói nhiều, nhưng có chuyện này muốn nhắc nhở anh. Gia đình Lý Lệ không đơn giản như vậy đâu. Anh nên cẩn thận đó. Thì ra là vì chuyện này mà cậu kiếm chuyện với cô ta đó hả? Gia đình Lý Lệ không đơn giản. Họ rất là nguy hiểm. Anh nên tránh xa thì hơn. Vậy sao? Cảm ơn cậu. Thôi, vừa cảm xúc lại mà thông. Hồi sáng này á, anh có gặp bà Lý Lệ. Từ lúc xảy ra tai nạn của Vũ Mười, anh thấy mặt của bà, anh muốn nổi gai ốc lên á. Nhìn giống như là con quỷ con. Quỷ cha mẹ anh không sợ, mà anh sợ quỷ con hả? Cả nhà họ ai cũng là quỷ, ai anh cũng sợ hết á. Không hiểu sao anh Khang chịu nổi nhà đó được. Anh Khang điên rồi. Người ta có nhiều cái khó hiểu á. Em lý giải hoài mà không hiểu nổi. Tại sao Diễm Khanh dễ thương như vậy mà Hiểu Khang lại bỏ chứ? Rồi tưởng chọn ai, cuối cùng lại chọn cái bà ca sĩ nửa mùa đó. Biết rằng thần tình yêu che mắt người ta, nhưng che phải hỏi một chút cho lý trí soi đường chứ. Có đâu mà bị mù như vậy. Anh nghĩ ông thần đó bị khùng rồi. Ảnh như vậy làm cho người khác cũng khùng theo ảnh. Yêu mà bị khùng như anh Khang, em sợ lắm. Thà vô chùa làm ni cô, hoặc là sống cô đơn một mình. Miễn là đừng có khùng thôi. Em này, tối ngày cứ đòi vô chùa hoài vậy. Em vô chùa rồi, ai lo cho anh đây?
Nè con, đi ra đây. Ngồi đây. Cái gì vậy? Ngồi xuống đây. Cái gì từ từ thôi, mẹ làm gì dữ vậy? Mẹ có chuyện muốn nói với con. Thì mẹ nói đi. Con chuẩn bị tinh thần, mình sẽ ra nước ngoài sống một thời gian đó. Cái gì? Tự nhiên khi không ra nước ngoài sống? Thôi không đi đâu. Nè, ba mẹ đi hết, chẳng lẽ con ở lại một mình hay sao? Con thật sự là không hiểu, gia đình mình đang sống ở đây yên lành gì, tự nhiên bỏ ra nước ngoài. Đừng có cãi nữa được không? Đã nói là bây giờ tình thế nó khác rồi, ngày xưa khác, bây giờ... Thôi nói chung là con chuẩn bị tinh thần đi. Con không biết, bây giờ mẹ không nói lý do, con không đi. Nè, con đừng có bướng bỉnh như vậy có được không? Ba con bây giờ đang gặp một số chuyện, phải tránh mặt ra nước ngoài. Đừng nói nhiều nữa, lo thu xếp đồ đạc đi. Chuyện gì quan trọng lớn tới nỗi mà bỏ của chạy lấy người chứ? Con im đi, không có được cãi. Con mà cãi, mẹ bỏ con luôn đó nha. Con mệt mẹ quá à, mẹ làm con sắp đi lên luôn rồi nè. Mẹ không nói, con không đi. Nè, Lễ, cái con này thì không nói nổi à. Sao anh nhìn em vậy? Không có gì. Em thấy anh lạ lắm nha. Mấy ngày hôm nay cứ nhìn em kiểu đó hoài à. Em thấy bất an lắm anh biết không? Vậy hả? Anh, hay là mình ra nước ngoài sinh sống được không? Anh đi với em đi, ba mẹ em cũng đi nữa đó. Sao tự nhiên ra nước ngoài sinh sống? Gia đình em có chuyện gì sao? Thật ra là em đâu muốn đi đâu. Mà tự nhiên cái ba mẹ em đột ngột rồi đi à. Em hỏi lý do tại sao thì không giải thích được. Bực mình ghê luôn. Anh đi với em nha. Thay đổi môi trường sống không phải là dễ. Giả lại chuyện lớn như vậy em cần phải tìm hiểu mà. Em có quyền hỏi mọi thứ. Nè, gia đình em có chuyện gì vậy? Nói cho anh đi. Nếu em không nói anh lo lắm. Em cũng không biết nữa. Em chỉ biết á là nếu không đi, ở lại thì nguy hiểm thôi à. Anh đi với em đi. Không có anh á, em không có sống nổi đâu. Đi với em nha anh. Anh không đi đâu. Sao vậy? Từ trước tới giờ anh không có ý định ra nước ngoài sinh sống. Giả lại anh là người không thích thay đổi. Em đi với gia đình em đi. Nếu anh không đi á, em không thèm đi luôn. Mẹ, rót vào ly nước đi. À. Ba mới về hả? Anh, sao vậy? Mấy ngày nay không thấy ông Bách tới công ty. Không biết ông đang âm thầm làm cái gì nữa. Cũng muốn đi lên được. Bởi vậy, càng ở đây ngày nào em càng thấy hồi hộp ngày đó à. Con thật sự không hiểu. Ba mẹ đang tìm cách trốn tránh cái gì không biết. Làm gì đi gấp gì vậy? Con chuẩn bị xong chưa? Hỏi nhiều làm cái gì? Con không có đi đâu. Con ở lại với anh Khang. Con điên hả? Con vì thằng Khang mà không chịu đi với ba mẹ sao? Ba ơi, con không thể nào xa anh Khang được, cho nên không có đi đâu hết á. Đó, anh giỏi anh năn nỉ nó đi. Em nói Khang giọng luôn nè, nó có chịu đi đâu. Con muốn chọc tức mà chết hả? Ba ơi, con nói rồi là con không có đi. Được không? Con muốn chết á thì ở lại đây đi. Con cái cứng đầu. Làm gì mà tới nỗi chết. Ba mẹ nói gì con không hiểu gì trơn à. À, trời, ba mẹ sợ con Diễm Khanh nó lấy lại nhà này chứ gì. Không có dễ đâu. Con nhỏ nó không làm được gì hết á. Nó không làm gì được, nhưng mà cái người giúp đỡ nó thì làm được. Mà còn đáng nể nữa kìa. Con á, đừng có nói nhiều nữa. Đi theo ba mẹ, ở đây là chết đó nghe không. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì anh Khang sẽ bảo vệ cho con. Anh giỏi lắm, ba mẹ khỏi lo. Ba mẹ thích đi thì cứ đi đi. Con đừng có chủ quan. Tại vì nó không biết gì về công việc của ba mẹ thôi. Chứ nếu mà nó biết được á, chưa chắc nó ủng hộ mình đâu. Đừng có nói tới chuyện bảo vệ con. Nói gì thì nói á, con phải nghe lời ba mẹ. Thằng Khang có thể bỏ con, nhưng ba mẹ không thể bỏ con được. Con đừng có sống vì tình cảm nữa. Nếu con không đi á, ba bỏ con đó. Trời đất ơi,
Sao anh nói gì kỳ vậy? Phải bằng mọi cách bắt nó đi chứ. Nó lớn rồi, nó có quyền tự quyết định mà. Còn sao vậy? Thôi thì mẹ năn nỉ con, mẹ lạy con, con đi chung với ba mẹ được không hả? Con ở lại con không có đi đâu. Anh Khang không đi con không đi luôn. Trời đất ơi, thằng Khang nó có cái gì mà con sẵn sàng bỏ luôn cả cha cả mẹ vậy? Mẹ làm khó người ta vừa phải thôi, bắt so sánh vậy sao so sánh được. Bác nghĩ con là người thân trong nhà nên bác có chuyện này muốn nói với con. Có chuyện gì vậy bác? Bác có ý nghĩ là ra nước ngoài sống. Trước mắt là đưa cả nhà đi du lịch. Bác sẽ lợi dụng thời gian bên đó mà đặt cơ sở trước. Rồi cả nhà cùng qua bên đó sống. Bác muốn cả nhà cùng đi. Con Lệ nó không chịu đi. Nó không đi là vì con đó. Chuyện này thì... À, bác đi gấp như vậy, bộ bác định bỏ công ty hả? Chuyện công ty con đừng có nhắc tới nữa. Bác bỏ nó cũng tiếc lắm, nhưng vì sự nghiệp bác không tiếc bỏ nó đâu. Mình sẽ gây dựng sao? Con cứ tin bác đi, bác đã sắp xếp hết rồi, con sẽ không bị thiệt thòi đâu. Nhưng mà bác có tin tưởng là khi ra nước ngoài bác sẽ gây dựng được một công ty hưng thịnh như vậy không? Thời gian không còn nhiều. Chuyện kinh doanh á, bác sẽ nói với con sau. Con cứ suy nghĩ đi, rồi trả lời cho bác biết. Bác sẽ tiến hành làm thủ tục. Chuyện này Lý Lệ cũng đã nói với con, và con cũng đã nói thẳng với Lý Lệ là con không thể đi với gia đình bác. Con chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm để kinh doanh mà thôi. Thật ra thì con còn công việc riêng mà. Sao vậy? Không phải là con thương con Lệ lắm sao? Coi như là con đi vì nó đi. Đúng là con thương Lệ, nhưng con còn có công việc riêng của con. Xin lỗi, con không thể làm theo lời của bác được. Con kiên quyết như vậy sao? Con thật lòng xin lỗi gia đình bác. Con không thể đi được, và cũng không cản trở Lệ. Nếu như bác muốn thì con sẽ khuyên Lệ. Thôi được rồi, tùy con thôi. Em phải tự đứng trên đôi chân của mình chứ. Đừng dựa vào anh nhiều quá. Lỡ mai mốt xảy ra chuyện gì anh không lo cho em được, lúc đó em bị sốc rồi sao? Anh nói thật lòng, anh không muốn hại em đâu. Không bao giờ anh muốn hại em hết. Nhưng nếu có điều đó xảy ra thì là do tình huống bắt buộc mà thôi. Anh nói như vậy làm em cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Anh, em quyết định ở lại là chính xác phải không anh? Anh cũng không biết nói sao nữa, tùy em thôi. À, em còn nhớ cái đèn mà anh tặng cho ba mẹ không? Anh nghe nói là hình như nó bị hư gì đó, lấy ra cho anh sửa đi. Thôi, ba mẹ cũng sắp đi rồi, anh sửa làm gì? Anh sửa để cho ba mẹ mang theo, khi nhìn cái đèn thì nhớ đến anh vậy mà. Hả? Vậy anh đợi đi, em đi lấy. Cô ơi, cô làm mấy chuyện gấp giùm tôi bận lắm. Anh chờ chút, để em kiểm tra. Anh cũng có mặt ở đây hả? Anh tới gửi tiền à? Tôi gửi tiền. Hình như mấy hôm nay anh không có mặt ở công ty ha. Tôi có tới tìm anh mà không gặp. Tôi bận nhiều việc quá. Có chuyện gì thì anh cứ nói với thằng Khang là được rồi. Anh giao toàn quyền hết cho nó hả? Anh cũng tin tưởng nó thiệt. Nó là con rể tương lai của tôi mà, dĩ nhiên là tôi phải tin tưởng nó. Tao mà mua sắm. Bà đến gửi tiền hả? Đúng rồi. Ủa, mà sao mấy tuần nay tôi không thấy bà tới sòng bài chơi? À,
Tại vì ông chồng tôi không thích, bởi vậy cho nên tôi đâu dám đi bảo vệ hạnh phúc gia đình đó mà. Thời buổi này ít có ai chịu chồng như bà lắm đó. Tôi phải nên học hỏi. Thì tại vì chồng tôi tốt cho nên tôi cũng phải đối xử tốt với ổng vậy mà. Thôi tôi có chuyện gấp cho nên chắc tôi đi trước nha. Chào chị. Nè anh, đưa đèn sữa cho. Tự nhiên cảm thấy đói bụng quá, em xuống tìm coi có gì cho anh ăn. Anh đói hả? Đợi em tí nha, để em xuống. Nhanh nhanh nha. Em biết rồi. Tôi nói chuyện với cô một chút. Anh lại muốn điều tra tài sản của gia đình tôi nữa chứ gì? Tôi sợ gì mà phải giấu? Anh muốn gì cứ nói đi. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ trả lời anh. Không phải là tôi sợ anh đàn áp. Vấn đề là tôi biết anh sẽ không làm được gì chúng tôi đâu. Anh sẽ phải trả giá cho những gì anh làm. Ngày đó sẽ không xa đâu. Cô có ba mẹ bảo vệ rồi, cho nên khẩu khí cũng tốt lắm. Được đó. Tôi không biết là tôi có tự tin hay không, nhưng có một điều rất rõ là tôi khinh anh tới mức tôi không còn sợ nữa. Muốn biết thông tin tài sản gì gia đình tôi chứ gì? Cứ hỏi đi, nhưng mà phải nhớ cho chính xác. Không thôi về nhà ông Tường mà hỏi lại á, trả lời qua loa là coi chừng bị chửi đó. Miệng lưỡi sắc lắm, cô chỉ cần ráng thêm một chút nữa là không thua gì Lý Lệ đâu. Cảm ơn lời khen. Bây giờ hãy nghe lời tôi hỏi đây. Cô có biết là trong ngân hàng có tài khoản của công ty với một số tiền rất lớn mà trước đây mẹ cô quản lý, hiện tại số tiền đang được chuyển ra nước ngoài.
khi còn sống. Mẹ của cô có bao giờ nói đến số tiền này không? Cái đó do ai quản lý? Tôi đâu có điên đâu để mà nói cho anh biết. Xin chia buồn với anh về tình tiết này nha. Vậy số tiền đó được chuyển vào ngân hàng thời điểm nào? Trước hay là sau khi ba cô mất? Thời điểm nào? Anh hỏi làm gì? Nếu cô không có thông tin về điều này thì cô sẽ thất bại đó. Thất bại hả? Nếu mà có đi chăng nữa thì là anh với gia đình ông ta đó. Lúc đó sẽ bị người ta coi thường. Ngày đó không có xa nữa đâu. Cảm ơn lời nhắc nhở của cô. Nhưng tôi cũng báo cho cô biết, đây sẽ là lần điều tra cuối cùng. Nếu một ngày nào đó cô nhớ tới tôi, tới mức mà cô phải tìm tôi để thông báo thông tin, thì tôi sẽ không cần đâu. Nè, nói thật nha, cô nhảy đẹp lắm đó. Không ngờ là cô cũng biết mấy chuyện này. Một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ mời cô đến vũ trường để mà thưởng thức năng khiếu của cô đó. Sẽ không có ngày đẹp trời đó đâu, anh đừng có mơ. Tôi tin là có đó, cô hãy chờ đi. Em có kỹ coi còn thiếu gì không? Mấy cái nữ trang đó mang theo được, mang hết đi em. Tiền á, em chuyển qua ngân hàng nước ngoài hết rồi. Còn một số em để tiền mặt để mình mang đi. Vậy là tốt. Nhưng mà anh, còn con Lệ thì sao? Để nơi nhà em không yên tâm chút nào hết. Nó không sao đâu, bà đừng lo. Nó ở đây có một mình, nó là con em nữa, sao em cũng lo được. Mình đi là để trốn tội, còn con Lệ có tội gì đâu mà sợ. Nó vô can mà. Nhưng mà em sợ nó bị dạ lây đó. Tôi đã nói là không sao mà. Nếu bà không yên tâm cứ ở lại đây với nó đi. Trời đất ơi, em ở đây sao được? Em ở đây chưa chết hả? Cũng tại con Lệ thôi chứ không phải tại mình đâu. Đừng có rắc rối nữa, làm việc đi. Nhưng mà ở đây quen rồi, sung sướng quen rồi, bây giờ đi em tiếc quá. Bà làm ơn đừng có lảm nhảm nữa được không? Lo chuẩn bị đi. Qua bên bển mình có thể có cuộc sống tốt hơn. Lúc đó không đi hả, bà đừng có hối hận. Thì em cũng đang cầu mong như vậy đây nè. Em ngủ chưa? Em chưa ngủ, có chuyện gì về anh? Hôm rồi anh ra ngân hàng có gặp ông Tường. Anh âm thầm điều tra mới biết ông đang chuyển tiền đến nước ngoài. Hả? Vậy là ông có một cái kế hoạch gì? Mà cái đó là cái gì vậy? Anh nghĩ chắc ông định bỏ trốn. Bỏ trốn hả? Bây giờ mình có cách nào để ngăn chặn không? Nếu mà ông ta trốn rồi ông ta quay về thì ông sẽ kiếm cách hại mình. Còn nếu không thì lấy đâu người để mình kiện mà đòi lại tài sản hả anh? Thì anh hiểu vậy cho nên mới thấy lo đó. Hay mình báo công an đi anh. Anh cũng tính tới chuyện đó rồi, nhưng mà đơn của mình vẫn còn đang nằm trên văn phòng luật sư. Bây giờ mình có báo công an thì cũng không thể làm gì được họ. Ông ta nhiều thủ đoạn thâm độc lắm á. Từ nay mình phải cẩn thận nha. Ừ. Sao hôm nay còn là có hứng thú mời tôi ra uống cà phê vậy? Dạ, cũng không có gì. À, ông Tường sắp sửa đi nước ngoài du lịch rồi đó, cho nên giao công việc lại cho con. Ông Tường đi du lịch à? Dạ. Chừng nào ông đi? Tôi sao? Chừng nào ông về? Con cũng không biết nữa. Mà chú quan tâm làm gì? Công việc của công ty vẫn còn có con lo mà.
Chú Từ cũng đã lo giấy tờ xong rồi. Sáng thứ bảy tuần sau, ông ta và bà An sẽ ra nước ngoài. Vì vậy mà nếu có việc gì bàn thêm thì chú hãy tranh thủ tuần này đi. Định bỏ của và lấy người sao? Vậy là mình đoán trúng rồi. Ông ta tới ngân hàng là để chuyển tiền. Ông ta đúng là một con cáo già. Thôi, tôi có việc cần phải đi. Cảm ơn ly cà phê của cậu. Dạ, có gì đâu chứ. Nếu mà chú bận thì chú cứ việc đi à. Tôi nghĩ cậu nên rời khỏi công ty đó đi là vừa. Nơi đó không an toàn đâu. Vậy sao? Con không nhận ra điều này. Nhưng dù sao con cũng cảm ơn chú. Nhưng con sẽ không rời khỏi công ty đó đâu. Tùy cậu. Tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi. Cảm ơn chú. Thôi chào cậu. Dạ. Luật sư nói sao rồi anh? Luật sư nói là mình chưa thể khởi kiện ông ta về tội giết người vì mình chưa thu thập đủ chứng cứ. Nhưng mà ông ta sắp trốn ra nước ngoài rồi, sau này mình muốn kiện còn khó khăn hơn. Chẳng lẽ mình theo vụ kiện bao lâu nay rồi, bây giờ mình chịu thua ông ta sao? Anh biết là em nóng ruột, nhưng mình phải chịu thôi. Luật sư đã nói là mình không thể khởi kiện ông ta vì cái tội mưu sát, nhưng có thể giữ chân ông ta bằng vụ kiện dân sự là chuyện cướp đoạt tài sản. Cái đó thì mình đã có đủ chứng cứ rồi. Nhưng mà ông ta sắp đi rồi, mình làm có kịp không? Ba mẹ đi thiệt đó hả? Con không hiểu thiệt luôn á. Nhà cửa cơ ngơi vậy mà không chịu ở lại hưởng. Đi đâu không biết. Hai người sao á. Bây giờ con đổi ý muốn đi vẫn còn kịp. Ba sẽ cho người làm thủ tục cho con sao. Qua tới bên đó ba mẹ sẽ đón con. Nếu muốn em cứ theo hai bác đi, anh sẽ sang thăm mà. Em nói buồn là buồn vậy thôi, chứ em không đi đâu. Anh không đi em cũng không đi. Khang nè. Dạ. Nó ở lại là vì con đó. Nhớ chăm sóc cho nó thiệt tốt giùm bác nha. Dạ con biết rồi, hai bác cứ an tâm. Đúng rồi đó, ba cũng gửi nó cho con đó. Nhớ chăm lo cho nó giùm bác nha. Dạ. Cảm ơn con. Thật tình là bác đâu có muốn đi đâu. Nhưng mà Thôi, tới giờ rồi, cả nhà ra xe đi. Dạ, mình đi bác. Mẹ đi đi, tới bên đó gọi điện cho con là được rồi. Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Ba mẹ đi rồi, con ở nhà phải biết tự lo cho mình đó. Nhớ lo cho nó giùm bác. Dạ con biết, bác yên tâm. Vô đi. Mẹ đi nha. Anh cho xem giấy tờ. Chờ chút. Đây. Họ đây. Nè, mẹ muốn gì? Ông bà bị tố cáo vì hành vi chiếm đoạt tài sản gây tác hại nghiêm trọng. Chúng tôi mời ông bà về cơ quan công an để điều tra. Bằng chứng đâu mà các anh kết tội tôi như vậy? Tôi sẽ kiện các anh về tội vu khống.
Đây là giấy mời của phiên tòa sơ thẩm thành phố. Mời ông bà. Vậy là sao? Ông bà có thắc mắc gì xin mời đến tòa để giải quyết. Xin ông bà hợp tác. Nè nè, tôi kiện các anh ra tòa đó. Mời ông bà. Mời ông bà. Sao vậy anh? Ba, con. Mẹ, có chuyện gì vậy? Không sao đâu con. Ba, mẹ. Đây nè. Ba mẹ ơi. Ba, mẹ. Em bình tĩnh. Phải đi, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Chuyện gì vậy anh? Chắc là hiểu lầm thôi mà, không có gì đâu. Ba. À, tới rồi hả? Nghĩ lại gia đình mấy người cũng ghê gớm thiệt á. Không biết có làm gì được gia đình tụi này không? Mà đặt làm ầm lên, coi chừng thua trắng á. Thôi đi em, vô tới đây còn ghê hấn làm gì nữa. Chờ đi, coi tòa xét xử ai thắng ai thua. Tới lúc đó đừng có hối hận à. Hình như chị không ý thức được là mình đang làm gì. Và chị cũng không nhận ra nổi là mình xấu xa đến cỡ nào. Càng lúc tôi càng khinh thường chị á. Mày. Thôi đi em. Thôi mình vô đi con. Mày. Xuống đây nè. Đứng lại. Đừng để mọi người nhìn em chứ. Chị còn muốn gì nữa? Đồ chó điên. Đồ cắn người. Để ông cắn được hả? Hả? Thôi đi em. Đồ chó điên. Thôi mày mà. Anh muốn nói coi. Chị mới là đồ chó điên đó, chị hiểu chưa? Cách nói chuyện thí nhân quá như vậy chỉ có chị mới nghĩ ra thôi. Mày dám nói vậy hả? Còn nguyên cái. Thôi mà. Mọi người vào giùm chó đi. Cô ta như vậy đó, mẹ mới hiểu là con đã phải chịu đựng cô ta như thế nào. Mày nói như vậy hả? Mày dám nói vậy hả? Anh muốn em ra coi. Mọi người đi vào giùm đi. Thôi vô đi em. Quỳ cái. Quay. Thôi nhưng mà em. Đừng mà. Anh làm cái gì vậy? Mua đất coi. Mua đất. Anh làm cái gì? Anh vừa vừa phải phải thôi chứ. Làm gì bên nó chầm chầm vậy hả? Nói coi. Anh chung phe em mà. Má. Thưa quý tòa, nếu không có sự trở về tìm chị của bà Huỳnh Thị Mai, tức là bà Bách, thì có lẽ sự tranh chấp tài sản này vẫn mãi là bí mật. Và kẻ tình nghi giết người để chiếm đoạt tài sản của Nghi Đơn vẫn mãi nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật. Mà kẻ chịu mất mát nhiều nhất chính là cô Nguyễn Thị Diễm Khanh, tức con của bà Huỳnh Thị Nhã. Không biết cô ta sẽ chịu sự hiếp đáp đến đâu nếu như công lý không ra tay bảo vệ. Thưa quý tòa, xin tòa bác lời bào chữa của luật sư bên Nguyên. Vì không có chứng cứ kết luận ông Tường là kẻ tình nghi giết người, chúng tôi chỉ ghi nhận nếu bên Nguyên cung cấp đầy đủ chứng cứ hợp pháp. Thưa luật sư bên Nguyên, hãy thận trọng trong cách sử dụng ngôn ngữ của mình. Cảm ơn chủ tòa. Thưa quý tòa, trước tiên tôi muốn nói về tai họa dẫn đến với cô Nguyễn Thị Diễm Khanh, bắt đầu từ sau chuyến du lịch của bà Huỳnh Thị Nhã và ông Dương Văn Tường. Sau một tuần đi du lịch ở Pháp với danh nghĩa là đi hưởng tuần trăng mật, ông Tường trở về một mình và tuyên bố bà Nhã bị rớt xuống thác chết. Cú sốc đó đã làm cho cô Diễm Khanh đau khổ tột cùng, dẫn đến suy nhược thần kinh trầm trọng. Lợi dụng thời cơ này, ông Tường đã gây áp lực thị uy với cô Diễm Khanh và đã cho người hù dọa ma cô Diễm Khanh, làm cho cô Diễm Khanh có sự sợ hãi tột cùng. Ông Tường đã lợi dụng sự sợ hãi của cô Diễm Khanh cộng với căn bệnh của cô, lấy cớ đưa cô đi Đà Lạt để trị bệnh, nghỉ dưỡng sức. Ở nhà, ông ta tiện việc thực hiện bước khai của việc chiếm đoạt tài sản, giả tâm hơn. Ông Tường còn cho cô Diễm Khanh uống thuốc ngủ dài ngày với mục đích là hủy hoại thần kinh của cô ta. Thưa quý tòa, đây là bằng chứng cho thấy giả tâm của ông Tường trong việc điều trị bệnh cho cô Diễm Khanh. Trong thời gian cô Diễm Khanh ở Đà Lạt, ông Tường đã ngang nhiên đưa vợ là bà Nguyễn Thị An và cô Dương Lý Lệ là con gái ông ta tới ở ngôi biệt thự của bà Nhã. Khi cô Diễm Khanh trở về, cô ta đã cự tuyệt với sự có mặt của mẹ con bà An, nhưng họ đã công khai chống đối, tìm mọi cách gây áp lực khiến cô Diễm Khanh không thể nào chịu nổi, phải bỏ nhà lên Đà Lạt ở. Thưa quý tòa, nếu chỉ dựa vào sự suy đoán mơ hồ của bà Mai
một người em thất lạc nhiều năm của bà Nhã và của nhà ngoại cảm, thì ta không thể nào kết luận ông Tường phạm tội cố ý giết người. Như vậy là áp đặt. Tòa xin nhắc nhở luật sư Minh Nguyên, tòa đang xét xử vụ kiện tranh chấp tài sản. Mời luật sư tiếp tục phần biện hộ của mình. Xin cảm ơn. Điều tôi muốn đề nghị với chủ tòa và bồi thẩm đoàn xem xét là không thể đưa việc ông Tường đưa bà An và cô Lệ về ở chung, để kết luận ông Tường cướp tài sản của cô Diễm Khanh. Vì thực tế cô Khanh tự ý bỏ đi chứ hoàn toàn không ai đuổi, và việc ông Tường chung sống với người phụ nữ là hoàn toàn hợp lý. Vì bà Nhã đã mất, ông ta có quyền lấy thêm một người phụ nữ khác. Thưa quý tòa, khi kết hôn với bà Nhã, ông Tường đã hoàn toàn độc thân, và cô Lý Lệ con của bà An, đây là giấy chứng nhận kết hôn của ông Tường và bà An. Như vậy, luật sư Quyền kết luận bị cáo đoàn tụ gia đình. Vậy luật sư có bằng chứng cụ thể không? Vì giấy chứng nhận kết hôn có từ sau khi bà Nhã mất. Chuyện gì đang xảy ra vậy anh? Chúng ta thua họ sao? Em đừng hoang mang như vậy, tòa vẫn chưa xử xong mà. Kính thưa quý tòa, đây là bằng chứng. Trong hồ sơ này có giấy chứng nhận kết hôn của ông Tường và bà An, và cũng có cả giấy ly hôn của hai người. Thời điểm họ ly hôn, cách thời gian mà ông Tường kết hôn với bà Nhã là 2 năm, tức là trùng với thời gian mà ông Trần, chồng bà Nhã, chết. Từ những sự việc trên có thể kết luận ông Tường cấu kết với bà An để chiếm đoạt tài sản của bà Nhã. Phản đối. Thưa quý tòa, không thể dựa vào chuyện hôn nhân riêng của ông Tường để kết luận ông ta âm mưu chiếm đoạt tài sản. Luật sư Quyền có bằng chứng gì để chứng minh nhận định của mình hay không? Kính thưa quý tòa, đây là bằng chứng mà ông Tường đã giả mạo chữ ký, di chúc và giấy tờ ủy quyền của bà Nhã để chiếm đoạt công ty và toàn bộ tài sản của bà Nhã, mà đáng lý ra quyền thừa hưởng phải là cô Diễm Khanh. Kính thưa quý tòa, ngoài vật chứng, tôi còn có nhân chứng khám phá những hành động chiếm đoạt tài sản của ông Tường. Người đó chính là trợ lý mới của ông Tường, anh Vương Hiểu Khang. Anh Khé, anh đứng lên làm chứng. Anh mới khai với đàn em mà. Đề nghị thân nhân của bị cáo không được ngăn cản nhân chứng ra lời. Khé. Thưa quý tòa, tôi xin cam đoan rằng những lời của tôi là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời nói của mình. Xin mời nhân chứng trả lời. Thưa quý tòa, tôi không phải là người nhà của cô Diễm Khanh, cũng không phải là người yêu của cô ấy. Có thể nói tôi là người đã chứng kiến hết từ đầu những gì đã xảy ra với cô Diễm Khanh, bắt đầu từ sự mất tích của mẹ cô ấy, chính là bà Nhã. Tôi đã thấy cô ấy phải chịu đựng tất cả những gì mà gia đình ông Tường đã ức hiếp, và tôi cũng là người bên cạnh trong những lúc cô ta bị khủng hoảng tinh thần, không thể làm ngơ trước một cô gái yếu đuối đang bị ức hiếp như vậy. Vì vậy mà tôi buộc lòng phải dựa vào niềm tin của gia đình bà An đối với tôi để tìm hiểu sự thật. Đúng là nuôi ông tay áo mà. Với tư cách là chàng rể tương lai của ông Tường, tôi đã vào công ty làm việc và tìm hiểu những hoạt động mờ ám của ông ta. Tôi xin cam đoan với tòa rằng những chứng cứ tôi đưa ra là hoàn toàn chính xác. Thưa quý tòa, tôi xin bắt đầu bằng vật chứng dễ thấy nhất. Mời tất cả quý vị hãy nhìn lên sợi dây chuyền mà cô Lý Lệ đang đeo trên người. Xin mời cô Lý Lệ đứng lên. Sợi dây chuyền này ngoài giá trị rất lớn, nó còn rất đặc biệt. Đây là sợi dây chuyền có 102, do ông Trần đặt ở công ty vàng bạc đá quý, theo đơn đặt hàng độc quyền, có lý lịch và hóa đơn rõ ràng. Để chứng minh những lời tôi nói là sự thật,
tôi có mời đến đây ông Hoàng Phương, là chủ công ty vàng bạc đá quý và cũng là người đã gia công ra bộ nữ trang này. Xin mời nhân chứng. Thưa quý tòa, tôi xác nhận cho lời khai của cậu Khang trước tòa là hoàn toàn chính xác. Đây là toàn bộ hồ sơ lý lịch của bộ trang sức mà ông Trần đã thuê công ty chúng tôi. Chúng tôi còn lưu giữ lại đây, nay xin trình lên quý tòa. Thưa quý tòa, tôi còn ghi âm được những cuộc nói chuyện chứng tỏ ông Tường là kẻ sát hại bà Nhã tại Pháp. Tôi xin được trình lên quý tòa. Tại sao vậy ba? Hả? Ba! Anh cứ tiếp tục tiếp xúc và gần gũi với ông ta. Một khi mình đã biết yếu điểm, mình thủ tiêu ông luôn. Sáng nay tôi phát hiện con nhỏ tập vụ vô phòng tôi mà mới đính. Tôi nghi nó là tay chân của ông Bách. Nè, bà nhớ con nhỏ mà tôi kêu người xử nó đó. Nhớ chứ sao không nhớ? Con Mai Ly chứ ai? Đúng rồi. Con nhỏ coi cũng được lắm à. Mà sao? Vậy là tôi đoán đúng rồi. Tôi dám chắc con Khanh có liên quan tới vụ này. Lúc trước tôi cũng chủ qua như em vậy đó. Tôi nghĩ nó vô hại nên bỏ qua. Chứ nếu mà tôi biết nó rắc rối như vậy, tôi đã xử nó từ lâu rồi. Em thử nghĩ coi, ông Bách á, ông nắm hết tay của mình mà ông vẫn im lặng. Em không thấy đáng sợ sao? Trời ơi, biết rồi. Bây giờ tốt nhất là trốn ra ngoài bằng hình thức đi du lịch. Không dừng lại ở đó, gia đình ông Tường còn thuê người theo dõi, bắt cóc và hành hung Mai Ly, là bạn của cô Diễm Khanh tại Đà Lạt, nhằm tìm ra tung tích của cô Diễm Khanh. Vì quá sợ hãi cho nên cô Mai Ly hôm nay đã vắng mặt. Bên cạnh đó, họ còn tìm cách sát hại Diễm Khanh nhưng không thành, khiến cho người giúp việc của gia đình cô Diễm Khanh đã bị thiệt mạng. Tòa sẽ xem xét và thẩm định lại vật chứng mà nhân chứng Hiểu Khang vừa đưa ra. Tuy nhiên, những đoạn ghi âm của anh chỉ có giá trị tham khảo. Anh có gì làm bằng chứng để chứng minh rằng ông Tường chủ mưu giết người không? Thưa quý tòa, tôi... Thưa quý tòa, tôi xin được làm nhân chứng về sự việc ông Tường đã sát hại bà Nhã ở Pháp là có thật. Tôi là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc độc ác đó. Hành ha. Em nhưng vì đã bị ông Tường khống chế cho nên tôi không dám tố cáo. Hôm nay tôi xin phép được làm nhân chứng, mong cho Diễm Khanh lấy lại được sự công bằng. Với tính chất phức tạp những lời khai của nhân chứng, phiên tòa tạm ngưng làm việc. Chủ tọa, thẩm phán và bồi thẩm đoàn sẽ vào phòng nghị án và sẽ làm việc sau 30 phút nữa. Yêu cầu bảo vệ phiên tòa giữ lại các bên nguyên cáo và bị cáo để chờ nghị án. Anh biết em muốn nói gì rồi, em nên bình tĩnh thì tốt hơn đó. Chuyện động trời như vậy mà anh bắt tôi bình tĩnh hả? Anh tưởng tôi bị điên hả? Em có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được đâu. Nên giữ gìn sức khỏe mà lo cho ba mẹ nữa. Gia đình tôi tốt với anh như vậy mà anh nổi lòng nào? Anh phản lại, anh là đồ xấu xa, đồ bỉ ổi, đồ vô lắm gì. Em cứ mắng anh đi,
anh chấp nhận nghe đây. Anh là đồ vô lương tâm, đồ bỉ ổi. Anh chết đi, anh chết đi. Không phải là anh muốn như vậy đâu. Anh chết đi. Nhưng anh không thể để kẻ phạm tội sống nhở nhơ vào pháp luật được. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra hết, nhưng mà tôi xin anh, tôi xin anh, tôi xin anh mà. Anh làm ơn đừng có kiện ba mẹ tôi được không? Quá trễ rồi. Anh đã trình chứng cứ lên tòa án. Xin lỗi em. Sau khi hội ý, chúng tôi xét thấy vụ án có dấu hiệu hình sự, cho nên chúng tôi tuyên bố hủy bỏ phiên tòa dân sự hôm nay, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố để tiến hành tố tụng. Trong thời gian chờ điều tra, yêu cầu hai bên nguyên đơn và bị đơn không được rời khỏi nơi cư trú. Hiểu Khang, anh muốn tránh mặt tôi chứ gì? Anh coi chừng đó, tôi không có để yên cho anh đâu. Con qua đâu rồi? Ra biểu coi. Chuyện gì? Cái gì? Hôm nay mày trả lời bằng kiểu đó hả? Ủa, tính lên mặt bà chủ với tôi hả? Nè, người làm cũng có lòng tự trọng nha. Hôm nay ngon ta. Mày có tin tao đuổi việc mày không? Trời ơi, tôi sợ chị quá à. Chị đừng có hù tôi xỉu quá. Trời ơi, tôi sợ, tôi xỉu thiệt á. Nè, tôi nói cho chị biết nha, bữa nay mà chị không có đuổi tôi thì tôi cũng tự nghĩ luôn. Mày, tôi chuẩn bị đồ xong hết rồi, bây giờ tôi đi luôn nè. Mày, tôi nói chị biết, tôi muốn xin nghỉ chỗ này từ lâu rồi, nhưng mà chẳng qua lúc đó tôi chưa xin được chỗ khác, còn bây giờ tôi đã xin được chỗ khác rồi, ngon lành hơn, tôi nghỉ. Nhà chị á, giàu á thì giàu thiệt á, nhưng mà ở đây hả, quỷ nhiều hơn người. Tôi mà ở đây một thời gian á, cũng bị ma ám, bị mấy cái vong nó ám thôi. Thà tôi đi kiếm một cái chỗ khác, lương ít nhưng mà nó sạch sẽ hơn. Mày muốn xin nghỉ chứ gì? Tao không cho đó. Mày mà nghỉ á, tao không trả lương tháng này. Trời ơi, tôi á, tôi nghèo thiệt á, nhưng mà có một tháng lương thôi mà, cùng lắm thì tôi không lấy, coi như là cái tháng đó tôi cúng cô hồn. Mày nói cái gì vậy? Con quỷ cái, mày đứng lại. Chuyện gì bà nội? Mày là đồ phản chủ mà. Nhà tao vừa có chuyện là mày bỏ đi vậy hả? Ừ, tùy, nghĩ sao nghĩ. Trời, ai trong hoàn cảnh của tôi cũng làm vậy hết á. Nếu mà chị có tình có nghĩ với tôi á, tôi còn ở lại tôi chia sẻ với chị. Còn đằng này á, chị coi lại chị đi. Từ trước đến giờ chị có coi tôi ra cái gì không? Người ở thì người ở, cũng phải có giá trị của nó chứ. Sao? Con qua, tao thích mày đó, mày dám đi không? Mày quay lại. Con quay cái. Tới lượt bầu thu chưa? Nhìn tới. Nghe hỏi không? Tới lượt thu chưa? Làm ơn đừng có làm ồn. Không có việc gì làm thì ở nhà đi. Tới đây rồi hỏi tùm lum, tôi không muốn trả lời. Ủa, bà này ngộ nha. Tôi là bạn của bà mà, hỏi cái không được nữa hả? Không ai dám nói chuyện với một người như cô đâu. Đừng có bắt tôi nói chuyện nha, tôi bận lắm. Giờ nhìn thấy cô là tôi sợ lên rồi. Không biết
cô sẽ dùng thủ đoạn gì để chơi tôi nữa. Sao mà mấy người không chịu phân biệt rõ ràng gì hết vậy? Cái đó là do ba mẹ tôi làm, tôi có dính líu gì đâu. Sao không chịu công bằng tí đi? Không có công bằng với những người có dòng máu giết người đâu. Làm ơn tránh xa tôi giùm đi. Nè, vừa vừa phải phải thôi nha. Tôi nhịn cô nhiều rồi đó, có tin. Tôi nói vậy đó thì sao? Tính giận lên rồi tìm cách hại tôi hả? Không dễ đâu nha. Đừng tưởng ai cô cũng giết được đâu nha. Em đi. Giáng duyên đến lượt cô vô thu. Dạ. Anh làm gì vậy? Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi mà anh. Anh đang xem lại cách quản lý của công ty mà vẫn chưa hiểu hết được. Chị à, chuyện này chắc có lẽ phải nhờ tới cậu Khang thôi. Vì dù sao thì cậu ta cũng đã từng tìm hiểu như anh. Chỉ có cậu ấy mới nhiệt tình hướng dẫn thôi. Ừ. Vậy anh có định quản lý công ty không? Em tính sao? Chuyện kia mới vừa giải quyết xong, chuyện này em chưa tính tới. Nhưng mà mình phải làm thôi, chứ con Khanh nó có biết gì đâu anh. Dĩ nhiên là mình phải lo rồi. Như anh tính, để cho cậu Khang tiếp tục làm quản lý như trước. Không biết cậu ta có chịu không? Nói như mình thì hơi sớm, nhưng mà em hy vọng là con Khanh nó gặp người như cậu Khang. Sau này cậu ta có về làm rể nhà mình á, thì mình có giao công ty cho cậu ta quản lý thì mình cũng yên tâm lắm đó. Anh cũng thích cái mẫu người như cậu ta. Nhưng mà chuyện gì cũng phải từ từ. Vụ án vừa giải quyết xong, mọi người cũng cần có một thời gian yên tĩnh. Anh nghĩ cậu Khang cũng vậy. Cho nên chuyện tình cảm của con Khanh em khoan nói đã. Bởi vì cậu Khang á, vì vậy khó xử lắm nghe. Em biết mà. Chuyện gì không Lệ? Tôi muốn gặp anh mà. Sao anh cứ tránh né tôi hoài vậy? Tôi muốn nói chuyện với anh. Bây giờ tôi không rảnh, để em khác nói chuyện đi. Tôi không biết, bây giờ tôi muốn gặp anh liền đó. Anh có nghe rõ không hả? Mệt quá. Mình mới được trở về nhà nữa. Nhà mình đó, mà mình không thể sống tự do, cứ phải đi thuê đi mướn, mệt mỏi thật. Chị đừng có nói với tôi bằng cái giọng đó. Con nhỏ là sao? Vẫn chưa bỏ được cái tính khiêu khích hả? Mày tính tới đây kiếm chuyện với tao hả? Tao nói cho mày biết nha, cái nhà này là nhà của tao. Mày đừng có hòng mà tới đây nữa. Bà má tao ở tù thiệt đó.
mà còn có tao. Tao là chủ căn nhà này, đừng có hòng mà tới đây nữa. Chị nói chuyện khó nghe quá. Bộ xảy ra bao nhiêu chuyện vẫn chưa hiểu sao? Cái gì không phải là của mình thì có làm cách nào cũng không có được gì đâu. Mày im đi chưa? Tao đã nói rồi, cái nhà này là của tao. Tao không đi đâu hết. Không đi đâu hết, mày nghe rõ chưa? Chuyện đó pháp luật sẽ cho chị biết kết quả. Đừng có cố chấp như vậy. Cút khỏi đây, lẹ lên, đi đi. Chị đuổi ai vậy? Người đuổi là tôi mới phải. Không phải là làm dữ như vậy là được đâu. Chị bình tĩnh mà nhìn vào sự thật đi. Đừng có để mọi người tránh xa mình như vậy. Tao nói mày im đi. Mày im đi. Chị hết thuốc chữa rồi. Lẽ ra gia đình bị như vậy, chị phải sửa đổi mới đúng. Còn kìa, tao nói mày im mày nghe rõ không? Mày mà còn dám đứng đó mày nói nhảm nữa. Mày đừng có trách tao. Đúng là chị hết thuốc chữa rồi. Một ngày nào đó chị sẽ phải rời khỏi đây. Lúc đó bẻ bàng lắm. Cho nên chị đừng có lên gân như vậy nữa. Tao nói mày cút đi. Cút ra khỏi nhà tao nghe chưa? Nói mày cút đi. Cút ra khỏi nhà tao nghe chưa? Còn ranh, dám lên mặt dạy đời tao hả? Mẹ, bây giờ con thấy mình có lỗi với anh Khang. Con muốn gặp ảnh xin lỗi lúc này, không biết có được không mẹ? Trước sau gì con với cậu ta cũng phải gặp nhau để nói chuyện. Nhưng mẹ nghĩ từ từ đi con. Tại vì con với cậu ta đã trải qua một thời gian dài xa nhau. Chuyện thì mới vừa giải quyết xong, cậu ta vẫn còn gặp rắc rối với con bé kia nữa. Mẹ nghĩ con hãy từ từ, chờ một thời gian hay hơn con à. Nhưng mà đợi lâu quá con chịu không nổi. Con muốn gặp ảnh và hẹn hò, đi chơi, rồi nói chuyện đủ thứ giống như hồi đó. Chứ bây giờ con biết anh không có thích Lý Lệ, mà con vẫn cứ đứng xa vậy, con chịu không có nổi. Mẹ biết là con chịu không nổi, nhưng mà con có muốn cậu Khang đánh giá con là người hấp tấp không? Dạ không. Con thích anh nhìn con như là người lớn vậy đó. Ừ. Nếu con muốn anh ta nhìn con như người lớn thì con phải cư xử như người lớn, con hiểu không? Dạ. Mẹ, con biết mẹ không phải là mẹ ruột của con. Con phát hiện ra lâu rồi, nhưng mà con vẫn thích mẹ là mẹ của con. Làm sao con biết? Con biết hồi nào? Con biết lâu rồi. Từ hồi mà mình về nhà này nè. Chú Mười cũng không biết đâu, nhưng con biết. Làm sao con biết? Mẹ Nhã không có bao giờ cấm con làm cái này, cấm con làm cái kia. Còn mẹ thì hay cấm. Mẹ Nhã thích nghe nhạc thính phòng, còn mẹ thì không. Mẹ Nhã không có thích mặc áo màu đâu. Mẹ Nhã chỉ thích áo hoa thôi à. Còn nhiều thứ khác nhau lắm. Nhưng tóm lại một điều, con vẫn muốn mẹ là mẹ của con. Mẹ biết khi giải quyết vụ án thế nào con cũng biết. Mẹ không nói, nhưng mẹ không ngờ con nhạy bén đến như vậy. Mẹ là gì mà gì á thì cũng như mẹ. Cho nên mẹ không có gì xa cách với con hết mẹ ha. Con à. Dạ. Con có thích Dưỡng Bách không? Dưỡng Bách hả? Có, con thích Dưỡng Bách lắm. Nói chuyện với Dưỡng Bách á, con cảm thấy Dưỡng Bách rất là hiền, giống như ba của con á, chứ không có nham hiểm như Dưỡng Tường. Mẹ biết không, hồi đó Dưỡng Tường cũng hiền với con lắm, cũng quan tâm thương con lắm. Nhưng mà con cảm giác kỳ lắm, cứ sợ sợ làm sao á, con không yên tâm được. Con cũng không biết giải thích làm sao nữa. Có lẽ mẹ Nhã cũng có cảm giác như con, nên mẹ Nhã kín đáo làm gì chút cho con đó. Mà thôi, kỷ niệm về mẹ Nhã con đừng đau lòng nữa.
Bây giờ con có ba mẹ bảo vệ rồi, chắc là mẹ Nhã cũng thanh thản thôi. Dạ. Hai mẹ con mình đừng nhắc về cái chết đó nữa nha con. Cứ nói hoài mình sẽ khổ lắm đó. Con cứ coi như là một kỷ niệm buồn đi. Dạ. Sáng nay Lý Lệ đến tìm tôi. Cô ta xuống dốc dữ lắm. Vậy sao? Cổ bị cậu chơi một vố nặng quá nên mất tinh thần chứ gì. Nhưng mà phải công nhận, người đẹp mà sao cậu lại mạnh tay quá. Bây giờ cô ta tệ lắm. Giới ca sĩ không ai dám gần gũi cô ta hết. Còn bầu show á thì không ai mời, coi như cô ta bị tẩy chay rồi. Trước đây khi còn là ca sĩ chưa có nổi tiếng, mới nổi tiếng chút chút à, cô ta đã dựa vào cậu rồi từ chối tôi. Bây giờ hết thời rồi, giác sát đến. Con gái như vậy tôi đâu có thèm. Gặp anh Khang nữa đâu, sao Lý Thế Khanh buồn quá vậy? Không phải buồn mà là suy nghĩ. Suy nghĩ chuyện gì? Ly nè, chị Như nói á là Khanh chủ động gặp anh Khang để làm quà, nhưng mà mẹ nói á là cần có thời gian. Vậy nghe ai bây giờ? Nghe hai người. Vì chị Như khuyên á mà không biết thời gian nào. Còn dì Bách đó là người lớn, người lớn nói thì mình phải nghe chứ, còn phân vân gì nữa. Nhưng mà đợi lâu quá Khanh chịu không nổi. Đúng rồi, người yêu xa nhau một ngày là cách cả mấy thiên thu rồi. Huống hồ Khanh với anh Khang á xa nhau quá trời luôn. Nếu là Ly á, chắc Ly chịu cũng không nổi đâu. Vậy giờ mình phải làm sao đây? Thì phải nghe dì Bách chứ, làm sao gì nữa. Nói vậy cũng như không mà. Đùa vậy thôi chứ nếu là Ly hả? Sao cái hôm ở tòa án về á, Ly sẽ tới gặp anh Khang liền luôn á. Nhanh vậy hả? Ừ. Vì chứ chuyện tình cảm Ly chờ không nổi đâu. Mà Khanh yên lặng như vậy là hơi lâu á. Giữa ý kiến của mẹ với ý kiến của Ly á, thì Khanh thích ý kiến của Ly hơn. Biết sao không? Ly có nhớ cái lần cuối cùng mà Khanh gặp anh Khang không? Có kể cho Ly nghe rồi đó. Nhớ không? Nhớ cảnh đó thiệt là lãng mạn ha. Lãng nhắc thì có. Khanh tức lắm. Lúc đó biết sao không? Tự nhiên á quên hết trơn à. Cứ bị cuốn theo nhạc. Mà Khanh biết á nha, anh Khang lúc đó anh cũng vậy luôn á. Vậy mà tự nhiên Khanh lo chuyện cũ ra anh hỏi. Đang nghe nhạc mà bị điều tra đủ thứ, bực bội hết sức luôn. Lúc đó hả, Khanh ghét anh lắm á. Thì cuộc đời phải là vậy rồi, cũng phải có lúc lãng mạn, có lúc thực tế chứ. Khanh thì lãng mạn, còn anh Khang thì tỉnh táo. Nếu như hai người cùng bay bổng lãng mạn hết, lúc đó rớt cái bịch xuống á hả, đau khổ lắm á. Mà mình nhớ á, trước khi về anh có nói là một ngày đẹp trời sẽ rủ mình đi vũ trường. Anh nói vậy á. Gì? Đang coi nhau là kẻ thù mà còn hẹn hò nổi nữa hả? Hơi bất bình thường đó nha. Tại chỉ có Khanh mới coi anh là kẻ thù, chứ anh đâu có thù ghét gì Khanh đâu. Giờ mình phải làm sao nhờ? Đi một vòng rồi cuối cùng cũng gặp anh Khang, sao Khanh không nói thẳng luôn đi? Trời ơi, ai mà trơ trẽn dữ vậy. Tình cảm cũng phải từ từ chứ. Nếu như vậy sao Khanh không tới tìm thẳng anh Khang rồi rủ anh đi vũ trường luôn? Cái gì? Rủ anh tới đó hả? Ừ. Trời, Khanh đâu có biết nhảy đâu. Với lại đó giờ coi phim mới thấy thôi, chưa vô đó lần nào hết. Mà vô đó để Liên nghiên cứu cho ha. Nhưng mà giấu mẹ nha.